Thúy xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Một cơn địa chấn mạnh hôm đầu tuần đã làm rung chuyển vùng Tây Bắc Trung Quốc, khiến hàng trăm ngôi nhà bị đổ sụp. Trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại địa khu Khách Thập, thuộc khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, vào 20 giờ 48 phút theo giờ Bắc Kinh. Theo Xinhua đưa tin, tầm chấn của trận động đất ở sâu 10 km so với mặt đất, gần 300 ngôi nhà đã đổ sập sau cơn địa chấn, khoảng 2.000 ngôi nhà khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. AFP cho hay, gần 1.500 người dân đã được sơ tán khỏi nơi ở, lều trại và các thiết bị cứu trợ khác đang được vận chuyển tới vùng động đất. Tân Cương là đơn vị hành chính có diện tích lớn nhất tại Trung Quốc, nhưng chỉ có dân số khoảng 20 triệu người. Trong số này, người Duy Ngô Nhĩ chiếm phần lớn nhất với 9 triệu người. Các trận động đất rất hay xảy ra ở Tân Cương. Một cơn địa chấn mạnh 5,4 độ Richter tháng trước xảy ra ở khu tự trị này, khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hại. Hồi tháng 8 năm ngoái, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter cũng xảy ra ở địa phương này. Hiện nay hàng cứu trợ đã đến vùng bị động đất ở Tây Bắc Trung Quốc, trong khi số người thiệt mạng được xác định lên đến 760. Bất chấp cái lạnh cắt da, cắt thịt và tình trạng thiếu oxy, các nhân viên cứu hộ vẫn miệt mài làm việc cả đêm qua. Họ dùng tay không đào bới các đống đổ nát của những trường học bị sập trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra ở tỉnh Thanh Hải. Giới chức địa phương cho biết hàng cứu trợ và thuốc men, liều bạt đang trên đường đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thị trấn Jiegu cách thủ phủ Tây Ninh của tỉnh Thanh Hải khoảng 800 km và ở độ cao 4.000 m so với mặt nước biển. Chính vì vậy, nhân viên cứu hộ từ các khu vực khác đến trợ giúp phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy. Chó nghiệp vụ được sử dụng để tham gia tìm người sống sót cũng gặp vấn đề vì không quen với độ cao. Động đất cùng hàng loạt các dư chấn mạnh sau đó khiến hệ thống đường xá bị hư hại nặng. Lở đất đã làm tuyến đường từ Jiegu đến sân bay bị chặn, nguồn cung cấp điện, nước và hệ thống liên lạc cũng bị gián đoạn. Hàng nghìn người sống sót phải qua đêm thứ hai ở ngoài trời, trong thời tiết ở mức 0 độ C. Giới chức cho hay khoảng 100.000 người bị mất nhà cửa, tôi mất chồng, mất nhà, lan gian. Một cư dân ở thị trấn Jiegu nói với AFP, bên cạnh chị là con gái và con trai. Cả ba mẹ con đang ở tạm trong lều của dân du mục cùng nhiều người khác. Chúng tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ. Chúng tôi không có gì ăn. Chị nói trong khi đứng gần ngôi nhà vách đất đã bị sập. Có 10 người trong gia đình tôi và chỉ 4 người chạy thoát. Một người họ hàng đã chết. Những người khác vẫn đang bị vùi dưới đống đổ nát. Sam Rupso, 17 tuổi, kể lại sau khi ngôi nhà 2 tầng của anh sụp xuống. Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc cho hay, số người chết tính đến cuối ngày hôm qua là 760. Số người bị thương là hơn 11.000. Con số thương vong dự kiến còn tăng nữa, bởi 243 người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Theo Xinhua, trong số những người thiệt mạng có 66 học sinh và 10 giáo viên. Trước đó, người ta lo ngại rằng thương vong ở các trường học sẽ lớn, vì đó là nơi tập trung nhiều người nhất. Su Mei, phát ngôn viên Bộ Giáo dục Trung Quốc, bác bỏ thông tin cho rằng khoảng 200 học sinh bị vùi tại một trường tiểu học. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rút ngắn chuyến thăm Mỹ Latin và Thủ tướng Lý Khắc Cường hoãn chuyến công du tới Đông Nam Á. Ông Tập đã tới thăm khu vực động đất hôm qua. Các binh sĩ, cảnh sát, lính cứu hỏa dùng xẻng, các thanh sắt và cả tay không để đào bới những đống gạch vữa và bê tông của hơn 15.000 ngôi nhà đã sập. Tình hình ở đây thực sự tồi tệ, thiệt hại thật khủng khiếp, chỉ còn vài ngôi nhà còn đứng vững, xác người ở khắp mọi nơi. PIGV, người làm việc trong một tổ chức nhân đạo Trung Quốc ở Jiegu, cho biết, theo các tổ chức cứu trợ, ưu tiên hàng đầu ở thời điểm này là cung cấp nơi ở tạm, thuốc men, thực phẩm, nước uống cho người sống sót và đảm bảo vệ sinh để ngăn tình trạng bệnh dịch bùng phát. Thưa quý vị, Bắc Kinh trải qua trận mưa xối xả kéo dài 16 giờ vào ngày thứ Bảy vừa qua, làm tê liệt toàn bộ khu vực đô thị, khiến 37 người chết, hàng trăm người bị thương và 2 triệu người bị ảnh hưởng. Một cư dân Bắc Kinh đã cho biết, cho đến nay chúng tôi không có nước để uống và nước khoáng trong cửa hàng đã bị lấy hết. Cư dân mạng chỉ trích chính quyền Trung Quốc thậm chí không thể xây dựng hệ thống cống rãnh và họ cho rằng đây không chỉ là thảm họa tự nhiên mà là thảm họa do con người gây ra. Sau trận mưa lớn, các công trình đường xá, cầu cống thủy lợi ở Bắc Kinh và nhiều nơi bị hư hại, nhiều nơi nhà cửa bị sập, hàng trăm ô tô hư hỏng nặng. Một người dân họ Gao ở gần khu vực Chu Khẩu Điếm cho biết, ôi, thật khủng khiếp, nước tràn trên đường, nó tràn qua đường và ngập đến nhà dân. Ngôi nhà một tầng của chúng tôi đã ngập đến nửa ngôi nhà cao nhất có 2 tầng, nước ngập hết cả tầng 1. Tất cả những người dân địa phương thiệt mạng đều là người nước ngoài, trẻ em ở nhà, người lớn đi làm nên không kịp chạy khi lũ về. Hôm qua nghe cháu trai chúng tôi nói ở thôn Tân Kiệt có người tìm kiếm, một cư dân của Chu Khẩu Điếm tiết lộ, vào ngày mấy ngày trước đó trận mưa lớn đã kéo dài hàng chục giờ nhưng cho đến thời điểm hiện tại không có ai từ chính phủ được cử đến cứu trợ. Một người dân làng ở khu Chu Khẩu Điếm cho biết, thật khốn khổ, không ai đến giúp chúng tôi không có nước cả ngày hôm qua.
chúng tôi đã mua hết nước khoáng trong cửa hàng. Hoàng Gian đã tiết lộ trên Facebook rằng gia đình anh ấy nói với anh ấy rằng mưa thực sự rất lớn, nhưng nước dường như đang từ từ dâng lên từ mặt đất. Rõ ràng hệ thống thoát nước ngầm đang có vấn đề. Vị quan chức này đổ lỗi cho trận mưa lớn chưa từng có trong hơn 60 năm gây ra thảm họa. Tuy nhiên, những năm gần đây mỗi khi mưa lớn, Bắc Kinh đều sẽ bị ngập lụt, khu đô thị bị ngập nghiêm trọng, nước sâu đến thắt lưng. Trước đó, một trận mưa lớn đã khiến một con đường ở Bắc Kinh bị sụt tạo thành một hố lớn đường kính vài mét, đồng thời đè bẹp đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dưới lòng đất, khiến một vết thủng to làm gió khí. Kính thưa quý vị khán giả, Tứ Xuyên, Trung Quốc bị bao trùm bởi mối đe dọa từ cơn bão số 3. Do mưa lớn trong nhiều ngày nên lũ lụt và các thảm họa địa chất xảy ra ở đây rất nghiêm trọng. Mưa xối xả đã gây ra một trận lở đất ở thành phố Đô Giang Hiền, làng mạc bị tàn phá khiến 31 người chết, 166 người mất tích và hàng triệu người bị ảnh hưởng. Kể từ thứ hai, mưa xối xả ở tỉnh Tứ Xuyên đã được tăng cường trở lại và thành phố Đô Giang Yển là nơi nghiêm trọng nhất, với lượng mưa lên tới 1.000mm, lở đất xảy ra ở nhiều nơi và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng. Tại làng Tam Tây, thị trấn Hong Sinh, một trận lở đất đã phá hủy ngôi làng và hàng trăm người có thể đã bị chôn vùi và mất tích. Theo thống kê hiện tại, được biết trận mưa xối xả đã khiến 31 người chết và 166 người mất tích. Nhiều tuyến đường cao tốc cũng bị sạt lở và phá vỡ, hàng trăm hành khách bị mắc kẹt không có nước và lương thực, hơn 2.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Do bão số 3 tiến gần, đầy vành đai áp cao dịch chuyển, cảnh báo lượng mưa hiện tại ở Tứ Xuyên đang dần được dỡ bỏ. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn mất tích và hơn 200.000 người đang chờ được tái định cư. Bão số 3 ở Trung Quốc bắt đầu gây mưa lớn ở thành phố Quảng Châu trong 21 giờ liên tục bắt đầu từ tối thứ Năm. Sau khi cơn bão số 3 đổ bộ vào Quảng Đông vào thứ Tư, nó đã vào và ra 3 lần, ở lại và lang thang ở đó. Mưa lớn xảy ra ở quận Tâm Tính, thành phố Vân Phủ, nhà cửa bị sập và sạt lở đất đã xảy ra khiến 5 người được cho là đã chết. Khi chính quyền chặn tin tức cho thấy, tình hình thảm họa ở đây thực sự có thể nghiêm trọng hơn. Bắt đầu từ tối thứ Năm, thành phố Quảng Châu đã trải qua 21 giờ mưa lớn liên tục, với các báo cáo đặc biệt về mưa lớn tại địa phương. Cư dân mạng cho biết, Quảng Châu bị ngập lụt và giao thông trong thành phố bị tê liệt. Cư dân địa phương đã chụp ảnh lũ lụt và tải chúng lên mạng. Nước như sóng biển ập vào xe buýt và tràn vào ô tô, cống đầy nước phun nước ra ngoài, áp lực nước mạnh gần như nhấc cả nắp nước lên. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, 71% trạm quan sát ở Quảng Châu có lượng mưa vượt quá 100mm, tình trạng tích nước, ngập úng xảy ra ở nhiều nơi, nhiều đoạn đường bị ngập nặng. Theo thống kê chính thức, Quảng Tây, Phúc Kiến và Hồ Nam xung quanh Quảng Đông đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với hơn 210.000 người bị ảnh hưởng và 29 ngôi nhà bị sập. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào chiều thứ Sáu, nhưng lượng mưa lớn ở Quảng Đông sẽ tiếp tục vào thứ Bảy. Mưa lớn liên tục ở phía Nam Trung Quốc đại lục đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác, khiến tình hình ở đây rất nghiêm trọng, trong đó chính tỉnh miền Nam có số lượng nạn nhân lớn, có 4,896 triệu người, ít nhất 26 người chết và 3 người mất tích, khiến hơn 8.700 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 4,08 tỷ nhân dân tệ, tương đương 19,86 tỷ đài tệ. Và ở Quý Tây, tỉnh Giang Tây, ba học sinh tiểu học đã rơi xuống nước trên đường trở về trường cách đây vài ngày. Khi chiến dịch cứu hộ địa phương được triển khai, đã có cảnh các quan chức không muốn bước xuống nước vì sợ bị ướt giày. Các quan chức đến thăm và cứu trợ thiên tai lại phải quay xe đi, làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng. Tại Trung Quốc, nơi 5 cư dân mạng bị cục công an tạm giữ hành chính vì đăng tin về lũ lụt ở Hà Bắc, dân làng ở Hình Đài, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt, nói rằng các quan sẽ không chịu trách nhiệm về tình hình lũ lụt tại đây và sẽ rất khó để xoa dịu sự bất bình của dân chúng. Phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tân Hoa Xã đã đưa tin rằng hai phụ nữ và một nam giới từ Hình Đài đã lần lượt đăng tin tức trên Baidu TE3, Weibo và Moments về việc xả nước từ nhiều hồ chứa và số người chết trong khu vực bị thiên tai. Ngoài ra, một cặp vợ chồng đến từ quận Vĩnh Niên, Hàm Đan, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt và các thảm họa địa chất khác, đã bị cơ quan công an địa phương giam giữ hành chính vì tội bịa đặt và phổ biến thông tin sai lệch. Anh Song, một cư dân mạng đến từ Hồ Bắc, nói rằng nhiều video và dữ liệu thực do cư dân mạng công bố đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp và che đậy. Anh Song, một cư dân mạng đến từ Hồ Bắc cho biết, các chính phủ trên khắp thế giới luôn hoạt động theo cách này, cố gắng che giấu tình hình thảm họa thực tế và các sự kiện không có lợi cho hình ảnh của họ. Các quan chức cố gắng giảm số người chết xuống mức thấp nhất, bởi vì sự thật của vấn đề được phơi bày, và dữ liệu thực nếu nó bị phơi bày nó sẽ gây ra bất ổn cho xã hội, và bất kỳ rối loạn nào của xã hội nào cũng sẽ gây nguy hiểm cho chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mưa lớn đổ xuống Hà Bắc từ mấy ngày trước khiến 18 hồ chứa xả lũ hoàn toàn. Ba thành phố Hàm Đan, Hình Đài và Thạch Gia Trang do không có thông báo trước nên đã phải hứng chịu lũ lụt nặng nề. Người ta cho rằng lũ lụt ở Hình Đài là do hồ chứa nước xả lũ không được thông báo trước vào sáng sớm ngày thứ Ba, khiến 12 ngôi làng trong khu phát triển kinh tế, bao gồm cả làng Đại Tiên, đã phải hứng chịu thiên tai nghiêm trọng.
Ủy ban khu phát triển kinh tế Hình Đài cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng không có thương vong nào được báo cáo, khiến hàng ngàn dân làng chặn đường để phản đối vào ngày hôm qua. Ông Dong, một người dân ở Hình Đài cho biết, có một lãnh đạo trong khu vực phát triển nói rằng không có thương vong, phản ứng về điều này khá dữ dội, bởi vì vẫn còn nhiều người chết và mất tích. 36 người chết được coi là một thảm họa lớn. Báo cáo mới nhất cho biết đã có 37 người chết và mất tích. Những người dân bị ảnh hưởng cho biết, sau lũ lụt, chính quyền địa phương đã chặn tin tức và tình hình thiên tai thực tế và số người chết đã bị che đậy. Giờ đây những quan chức tung tin đồn sẽ không bị bắt và những quan chức có trách nhiệm sẽ không phải chịu trách nhiệm. Họ sẽ bắt những cư dân mạng đăng tải hình ảnh lũ lụt. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh xác nhận Trung Quốc đang giúp Campuchia nâng cấp căn cứ hải quân của nước này, phát biểu họp báo thường kỳ. Bà Mao Ninh nêu rõ đó là một hoạt động giao lưu bình thường. Theo Nhà Trắng, tại cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu lên những quan ngại về hoạt động của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Dream, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần phải hoàn toàn minh bạch. Cách đây vài tháng, một số nước trong đó có Mỹ đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về hoạt động quân sự của Trung Quốc tại căn cứ hải quân của Campuchia và cho rằng điều đó ảnh hưởng đến chủ quyền nước này, đe dọa an ninh khu vực và tác động tiêu cực đến mối quan hệ Mỹ-Campuchia. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thi Banh khẳng định nước này sẽ tiếp tục hiện đại hóa căn cứ hải quân Rim nằm ở phía nam Biển Đông với sự trợ giúp của Trung Quốc và chính phủ không cần lắng nghe người khác lo ngại về chủ quyền của mình. Ông Thi Banh bác bỏ thông tin cho rằng Campuchia đang trao cho Trung Quốc vị thế độc quyền đối với một phần căn cứ này. Rõ ràng rằng khi chúng ta có khả năng phát triển căn cứ với sự hỗ trợ của các nước khác, chúng ta phải làm vì chủ quyền và phải có đủ khả năng bảo vệ chủ quyền. Ông phát biểu và nhấn mạnh, Campuchia sẽ không lắng nghe bất cứ ai nói này nói khác, đã quá muộn và chúng ta không phải nghĩ về điều đó nữa. Chỉ cần hướng tới trước và hiện đại hóa căn cứ hải quân Rim. Đại sứ Trung Quốc Dương Văn Thiên khi đó cũng cho biết tại sự kiện động thổ này rằng việc nâng cấp căn cứ không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ có lợi cho sự hợp tác thực tế chặt chẽ hơn nữa giữa quân đội hai nước. Trong nhiều năm qua đã có một cuộc đọ sức lực lượng giữa Trung Quốc và Mỹ ở Campuchia vào tháng 11 năm 2018 tại một cuộc họp nội các Campuchia được truyền trực tiếp ra ngoài qua mạng xã hội. Thủ tướng Hun Sen nói, tôi đã nhận được thư của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc muốn xây dựng căn cứ hải quân ở Campuchia. Tháng 1 năm 2019, Joseph Fitter, một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề Nam Á và Đông Nam Á, đã đến thăm căn cứ hải quân Dream ở Campuchia và bày tỏ sẽ cung cấp một khoản tiền để giúp Campuchia sửa chữa các cơ sở đào tạo và cầu tàu tại đây. Nhưng đến tháng 7, Joseph Fitter thông báo hồi tháng 6, Campuchia đã từ chối kế hoạch tài trợ của Mỹ giúp Campuchia sửa chữa căn cứ hải quân của mình. Và trên thực tế, Campuchia đã đồng thời chấp nhận khoản viện trợ quân sự 100 triệu đô la mà Trung Quốc cam kết cung cấp. Ngoài ra, vào đầu năm 2017, Campuchia đã hủy bỏ cuộc tập trận thường niên Angkor Sentinel với Mỹ được hai bên duy trì suốt 8 năm qua và tổ chức một cuộc tập trận chung với Trung Quốc mỗi năm kể từ năm 2016. Hàng loạt dấu hiệu khác nhau càng làm cho người Mỹ tin rằng cái gọi là khu thắng cảnh được xây dựng bởi các công ty Trung Quốc ở góc phía tây nam của Sihanoukville trên vịnh Thái Lan chính là một căn cứ quân sự khác mà Trung Quốc phát triển ở nước ngoài. Tuy nhiên, từ những tin tức hiện có, căn cứ đang được xây dựng chỉ là nơi cung cấp hậu cần của Trung Quốc ở nước ngoài. Trong thỏa thuận bí mật được đề cập ở trên, truyền thông Mỹ tin rằng thỏa thuận này cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ này trong 30 năm và sau đó sẽ tự động gia hạn sau mỗi 10 năm. Theo dự thảo thỏa thuận này, Trung Quốc sẽ xây dựng hai cầu tàu mới, một cho Trung Quốc, một cho Campuchia sử dụng. Trung Quốc có thể triển khai nhân viên quân sự, kho khí tài và neo đậu tàu chiến tại căn cứ này. Tin tức cho thấy, mặc dù hiện nay Mỹ và các nước đồng minh đang ra sức vận động Campuchia để cố gắng thuyết phục Phnom Penh hủy bỏ việc cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Dream,
Nhưng theo tin tức trên các phương tiện truyền thông, sau khi Thủ tướng Hun Sen lần đầu phản ứng rõ ràng về vụ việc căn cứ hải quân Rim vào tháng 11 năm 2018, tốc độ xây dựng sân bay và đường băng đã được đẩy nhanh. Trên thực tế, sự thay đổi thế lực Trung Mỹ ở Campuchia là do trong những năm gần đây, Mỹ thường chỉ trích chính phủ Campuchia về vấn đề nhân quyền và đã không duy trì sự cân bằng tốt giữa mềm và cứng. Trong khi đó, Trung Quốc rất coi trọng chính sách với Campuchia. Có số liệu cho thấy năm 2017, đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia tăng gấp đôi so với năm trước, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Campuchia. Như Trung Quốc đã nêu trong sách trắng quốc phòng vừa ban hành, nền kinh tế và trọng tâm chiến lược thế giới tiếp tục chuyển sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành tâm điểm của cuộc đọ sức giữa các nước lớn. Căn cứ hải quân Dream nằm ở phía đông nam Campuchia, vùng ven biển tỉnh Sihanoukville. Xét về ý nghĩa chiến lược, việc Trung Quốc giành được quyền sử dụng căn cứ hải quân Dream có hai ý nghĩa lớn. Một là cung cấp hỗ trợ chiến lược để duy trì cục diện ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Đối với Trung Quốc, tầm quan trọng của việc thiết lập thêm một điểm cung cấp căn cứ hải quân ở Biển Đông lúc này là không lớn. Quan trọng hơn là tác dụng chiến lược của nó. Trước đó, Trung Quốc đã xây dựng một căn cứ quân sự ở Biển Đông. Nếu giành được quyền sử dụng căn cứ hải quân Dream gần vịnh Thái Lan, về cơ bản sẽ hình thành một mặt trận hình tam giác bao phủ toàn bộ lục địa Đông Nam Á. Một khi tình hình ở Biển Đông và eo biển Đài Loan có biến động, Trung Quốc có thể tiến hành đồng thời các hoạt động quân sự trong phạm vi này. Điều này sẽ giúp tăng cường mạnh mẽ sự kiểm soát của hải quân Trung Quốc. Ngoài ra cũng sẽ giúp mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trên eo biển Malacca có tác dụng chiến lược quan trọng. Thứ hai, Trung Quốc giành được quyền sử dụng căn cứ hải quân Dream cũng là một đòn phản công chiến lược đối với Mỹ. Trước đây, hạm đội 7 của Mỹ thống trị Biển Đông muốn khôi phục không gian chiến lược ở Biển Đông, Trung Quốc phải tiến hành một trận chiến trên biển với Mỹ. Trong cuộc đối đầu trên biển, ngoài sự cạnh tranh của các lực lượng quân sự, việc xây dựng chiến lược quân sự trên biển là lựa chọn thuận lợi hơn để Trung Quốc thách thức vị trí thống trị của quân đội Mỹ ở Biển Đông. Việc lựa chọn căn cứ hải quân Dream, nơi đã diễn ra các cuộc tập trận chung Karak với Mỹ từ năm 2010, là một điểm hỗ trợ cho cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông. Theo một số chuyên gia, bất luận thế nào, Trung Quốc đang trong tiến trình lập căn cứ quân sự đầu tiên ở Đông Nam Á, sau căn cứ đầu tiên của họ cũng là hải quân được thiết lập ở Djibouti thuộc vùng sừng châu Phi vào năm 2017. Trước đó, chính phủ Campuchia cũng đã cấp phép cho Tập đoàn Phát triển Liên minh UDG của Trung Quốc xây dựng sân bay Darasako ở tỉnh Koh Kong, mà khi hoàn thành có khả năng tiếp cận các máy bay quân sự của quân giải phóng nhân dân, từ tiêm kích ném bom cho đến giám sát. Tất cả những sự việc này trực tiếp thách thức ngôi vị siêu cường của Mỹ nói chung, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nước này có mục đích ngăn chặn Trung Quốc bành trướng bằng chủ lực trong khu vực nói riêng vì lý do đã rõ, Mỹ đã phải đau đầu trước sự lựa chọn của chính quyền Campuchia, nhất là chính quyền này vào năm 2020, đã phá bỏ hai công trình quân sự do Mỹ tài trợ xây dựng tại Rim để dọn đường cho hải quân Trung Quốc lập căn cứ. Thế nhưng Việt Nam mới là nước cần phải cảnh giác nhất. Cách đây 3 năm, năm 2019, tòa nhà hữu nghị Việt Nam-Campuchia do Việt Nam xây dựng tại quân cảng này. Như một sự nhắc nhở, Việt Nam đã cứu Campuchia khỏi thảm họa Khmer Đỏ được Trung Quốc chống lưng đã bị di rời. Lý do Phnom Penh đưa ra là để tránh xung đột với các quân nhân Trung Quốc đã bắt đầu hiện diện. Vào các năm 2012 và 2016, Phnom Penh đã ngăn cản các ngoại trưởng ASEAN đưa ra tuyên bố chung lên án Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt Nam và Philippines. Không những thế, Campuchia còn thụt lùi khi phản đối ký vào mọi điều khoản ràng buộc Trung Quốc vào các quy định quốc tế liên quan đến Biển Đông. Mới đây, Thủ tướng Hun Sen, người được Việt Nam cưu mang sau khi thoát khỏi Khmer Đỏ và tiếp đó gây dựng để cầm quyền ở Campuchia hậu Khmer Đỏ, thậm chí còn ám chỉ Việt Nam sẽ xâm lược nước ông và khi đó chỉ Trung Quốc mới cứu giúp được. Tại lễ khánh thành Bệnh viện Tai Mũi Họng hữu nghị Campuchia-Hàn Quốc, ông Hun Sen lên án mạnh mẽ Nga xâm lược Ukraine và giải thích sau này nếu một quốc gia hành động như vậy với Campuchia thì Campuchia sẽ phải phụ thuộc vào ai? Tuy nhiên, với việc Campuchia chọn bên hay về phe với Trung Quốc trên thực địa bằng việc cho nước này thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, sự quay lưng của láng giềng phương Nam mới thực sự khốc liệt. Nó đặt an ninh lãnh thổ của Việt Nam vào thế mất còn. Thực vậy, một khi lập xong căn cứ hải quân tại Rim, căn cứ không quân tại Darasako, cũng như các căn cứ bộ binh trên đất Campuchia mà biên bản ghi nhớ giữa tướng Lưu Trấn Lập, tư lệnh lục quân Trung Quốc và tướng Hun Manet, phó tổng tư lệnh lục quân Hoàng gia Campuchia ký, cho phép dự đoán không mấy khó khăn.
Trung Quốc tất sẽ lại nhằm nhè Việt Nam, phần còn lại của quần đảo Trường Sa trước sau khi đã chiếm được đảo Gạc Ma bằng vũ lực vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Nói cách khác, một liên minh quân sự trên thực tế giữa Trung Quốc và Campuchia lấy Việt Nam là mục tiêu đã được thiết lập. Những năm qua, tại hầu hết các kỳ triển lãm quốc phòng bên lề hội thao quân sự AMICOM do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức thường niên, Bộ Quốc phòng Việt Nam đều cử đoàn đại biểu tham dự. Qua đó, nhằm tìm hiểu công nghệ mới, cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật, xu hướng phát triển trang bị vũ khí cho chiến tranh hiện đại cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác. Năm nay cũng vậy, vừa qua, đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Ngô Minh Tiến làm trưởng đoàn đã tham dự diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế AMICOM 2022 tại công viên Patriot ngoại ô Moscow, Liên bang Nga và tham quan khu triển lãm của diễn đàn. Trong lần tham dự này, những hình ảnh báo chí trong và ngoài nước khi đưa tin sự kiện đều cho thấy đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam đã tham quan và tìm hiểu một số loại vũ khí hiện đại mà Nga trưng bày tại triển lãm. Trong đó đáng chú ý nhất là khoảnh khắc cán bộ cấp cao của quân đội Việt Nam dừng lại quan sát khá lâu mẫu tiêm kích tạo hình Su-57, chiến đấu cơ thế hệ mới nhất của công nghiệp quốc phòng Nga. Điều này đã khiến những ai quan tâm tới tình hình vũ khí nước nhà không khỏi vui mừng khi quân đội ta rõ ràng đang rất quan tâm tới các công nghệ quân sự mới trên thế giới. Tất nhiên chúng ta chưa thể biết ý nghĩa thực sự của điều này là gì. Liệu rằng Việt Nam có đang ấp ủ kế hoạch mua vũ khí khủng nào trong tương lai gần hay không? Tuy nhiên có thể dự đoán một điều rằng đây phải là thứ vũ khí rất đặc biệt thì mới gây được sự quan tâm lớn của quân đội ta như vậy. Vậy, chiến đấu cơ thế hệ mới nhất của Nga sở hữu những tính năng đặc biệt nào, sức mạnh của nó đáng gờm ra sao? Hãy cùng tin mới khám phá ngay sau đây. Su-57 của Nga có tên chính thức là Patriot-50, được phát triển trong bối cảnh các cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang nỗ lực cho ra mắt chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của riêng mình. Hiện nay, không quân Nga đã đặt hàng 76 chiếc Su-57, dự kiến sẽ được giao hết vào cuối năm 2027. Các máy bay chiến đấu mới này được sản xuất từ tháng 7 năm 2019. Trước thời điểm Su-57 chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019, thì trên thế giới chỉ ghi nhận 3 loại tiêm kích được coi là những kẻ thống trị bầu trời, bao gồm F-22, Raptor, F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc. Trong đó, Su-57 thường được đặt lên bàn cân so sánh với F-22. Bởi tiêm kích chim ăn thịt F-22 là niềm tự hào của quân đội Mỹ, trong khi chiến đấu cơ tàng hình bóng ma bầu trời Su-57 là một trong những vũ khí tiên tiến nhất của Nga. Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga được nhận xét rằng, về đặc điểm cơ bản, phương tiện tác chiến này không chỉ khiến F-35 phải ngước nhìn, mà còn vượt trội cả tiêm kích tàng hình tốt nhất của Mỹ là F-22, mặc dù cả hai đều là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Su-57 khác biệt đáng kể về triết lý thiết kế so với F-22. Tiêm kích F-22 của Mỹ tập trung vào khả năng cơ động và tàng hình, trong khi Su-57 chú ý vào khả năng cơ động và tốc độ. Các chuyên gia tin rằng Su-57 là một sự tiến hóa của hình dạng Su-27 Flanker, được hiện đại hóa cho khả năng quan sát radar thấp, nhưng thậm chí còn có khả năng cơ động cao hơn. Thiết kế cánh pha trộn giúp tăng khối lượng bên trong cho hệ thống điện tử, nhiên liệu và vũ khí. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tự hào tuyên bố rằng máy bay chiến đấu đa năng Su-57 là tiêm kích tốt nhất trên thế giới vì tất cả các tính năng và vũ khí của nó. Su-57 có tốc độ tối đa 2.600 km/h, trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của Su-57 lên tới khoảng 14-16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả. Với khả năng cơ động cao, Su-57 có thể lẩn tránh tên lửa và chuyển sang phản công đối phương. Chiến đấu cơ thế hệ mới nhất của Nga được trang bị tổ hợp vô tuyến điện tử đa năng tích hợp Myriad NH-121 gồm radar tiên tiến N036 Baikar, con sóc có tầm quét lớn lên tới 400 km. Theo dõi 60 mục tiêu và đồng thời tấn công tiêu diệt 16 mục tiêu trong số đó. Ngoài ra, Su-57 còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử L-402 Himalayas. Đây là kết cấu radar hiện đại cho phép Su-57 liên tục theo dõi mục tiêu trong điều kiện khác nhau. Đồng thời, các radar này có thể dễ dàng qua mặt radar chiến đấu cơ tàng hình Mỹ. Su-57 cũng như các máy bay tiền nhiệm Su-27, Su-30, Su-35 đều được trang bị một pháo tự động GSH-31 nặng 46 kg, sử dụng cỡ đạn 30 mm.
VSH-311 sử dụng được nhiều loại đạn dược khác nhau như đạn bình thường, nổ, xuyên giáp, phát sáng. Ngoài ra, Su-57 được thiết kế 10 giá treo đặt trong 4 khoang vũ khí, có thể chứa bom dẫn đường bằng laser, các loại tên lửa không đối không hoặc tên lửa không đối đất. Su-57 có 2 khoang vũ khí nội bộ lớn được bố trí song song, chiếm gần như toàn bộ chiều dài có thể sử dụng của máy bay. Mỗi khoang có thể mang tối đa 4 khẩu K-77M. Ngoài các tên lửa dẫn đường bằng radar tầm nhìn, so với phiên bản trước đó của K-77, tên lửa K-77M có kích thước lớn hơn và hoạt động bằng điện tử quét radar tìm đường, cho phép nó phát hiện và tiếp cận mục tiêu rất nhanh ở khoảng cách lên đến 160 km. Máy bay cũng sở hữu một cặp tên lửa dẫn đường hồng ngoại tầm ngắn K-74M2 trong các cánh ngầm. Như vậy, nếu đặt lên bàn cân để so sánh F-22 của Mỹ với Su-57 của Nga, chúng ta nhận thấy F-22 tập trung vào khả năng tàng hình và khả năng cơ động. F-22 cũng có thể phát hiện kẻ thù ở tầm xa, và với điều kiện nó có thể tránh được radar của kẻ thù trước khi kẻ thù phát hiện. Do đó, F-22 có khả năng giành được thế chủ động và chiến thắng trong trận chiến trước khi hai máy bay phản lực có thể lọt vào tầm ngắm của nhau. Nhưng một khi đối đầu với Su-57 của Nga thì những chiếc chiến đấu cơ thế hệ mới nhất của Mỹ cần lưu ý rằng các ưu tiên và vũ khí của Su-57 giúp nó dễ dàng phát hiện và loại bỏ các mối đe dọa ở tầm xa. Sự kết hợp giữa khả năng cơ động và tìm kiếm, theo dõi hồng ngoại của Su-57 biến máy bay thành một đối thủ vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, chìa khóa cho chiến lược của tiêm kích F-22 là nó phải tránh được radar vô cùng lợi hại của Su-57. Vậy quân đội Việt Nam ta có thể và có nên mua tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga hay không? Nếu như việc lựa chọn mua một món đồ vũ khí quân sự chỉ phụ thuộc vào chất lượng thì rõ ràng Su-57 chẳng có gì để chê trách. Thế nhưng để đi tới quyết định mua một loại vũ khí quân sự bảo vệ an ninh quốc gia luôn cần phải tính toán trên rất nhiều phương diện. Cách đây khoảng 5-7 năm về trước, việc sở hữu một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là điều gì đó cực kỳ xa xỉ, gần như chỉ những nước giàu có ngân sách quân sự khổng lồ thì mới có thể mua được. Hơn nữa, thị trường máy bay chiến đấu tàng hình ngày đó cũng rất đơn điệu, chỉ có F-35 Lightning của Mỹ là loại duy nhất được cung cấp. Đấy là còn chưa kể đến chuyện, ngay cả khi một quốc gia có đủ tiền và đủ khả năng về trình độ con người, hạ tầng kỹ thuật để khai thác những cỗ máy thuộc loại không có gì có thể hiện đại hơn, thì lại vướng vào vấn đề rất khó có thể vượt qua, liệu chính phủ Mỹ có đồng ý để bán hay không. Đây vốn là một rào cản khá lớn của các nước châu Á, bởi trên thực tế không có nhiều quốc gia ở châu Á nhận được giấy phép xuất khẩu loại máy bay như vậy từ chính phủ Mỹ. Tuy nhiên tới nay thì mọi chuyện đã khác, thị trường đã thay đổi. Một số quốc gia hiện đang sản xuất các phiên bản của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 và có thể xuất khẩu rộng rãi. Điều này đồng nghĩa rằng trong những thập niên tới, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Thị trường giờ đây không chỉ bó hẹp tại Mỹ mà các nước như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, một nhóm các nước châu Âu, thậm chí cả Ấn Độ đều có thể chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình. Như vậy, sẽ rất nhiều cơ hội cho khách hàng lựa chọn. Một số quốc gia châu Á sẽ sở hữu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Singapore dự kiến sẽ nhận được 4 chiếc chiến đấu cơ F-35 vào năm 2026. Nhật Bản và Hàn Quốc đã sở hữu F-35. Như vậy, các cường quốc trong khu vực đã mua được máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 từ Mỹ hoặc độc lập phát triển. Trong bối cảnh như vậy, cùng với việc Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, tinh gọn mạnh, truyền thông quốc tế dự đoán rằng Việt Nam sẽ sớm được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại trong vòng 20 năm tới. Tình hình địa chính trị phức tạp trong khu vực kèm theo nhiều lý do khách quan, trong đó có việc đã có kinh nghiệm khai thác các dòng máy bay Nga từ hơn nửa thế kỷ nay. Không có lý do gì để Việt Nam không tiếp tục lựa chọn các chiến đấu cơ hiện đại hơn từ Moscow trong thời gian tới. Việt Nam đã nhiều lần quan tâm đến chiến đấu cơ Su-57 hoặc Su-35, mặc dù Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 42+. Nhưng tuyệt phẩm này của Nga khó có thể đối đầu song phẳng với các loại tiêm kích thế hệ thứ 5 hiện nay trên thế giới. Hơn nữa, không quân Việt Nam đã có kinh nghiệm khai thác các loại máy bay của Sukhoi và máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ mới với giá cả phải chăng. Có thể Su-57 là loại chiến đấu cơ Việt Nam đang tìm kiếm. Mối quan hệ giữa Moscow và Hà Nội là mối quan hệ chiến lược. Nga đã bán và sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Việt Nam. Vì vậy, vấn đề đầu tiên quan hệ địa chính trị đã được giải quyết. Thứ hai, nếu có đặc tính chiến đấu kỹ thuật và tàng hình chính xác, Việt Nam sẽ có một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, đầy đủ chức năng, có thể điều khiển một lúc nhiều máy bay chiến đấu. Thứ ba,
chất lượng giá cả và bảo trì, Sukhoi đã gây chấn động thế giới khi tuyên bố rằng Su 57 sẽ có giá từ 25 đến 30 triệu đô la. Tất nhiên đây có thể là mức giá cho không quân Nga và sẽ cao hơn đối với các khách hàng nước ngoài, nhưng đây vẫn có thể là coi chấp nhận được với rất nhiều khách hàng. Với những lý do kể trên, chắc chắn Việt Nam sẽ là một trong những khách hàng phù hợp với chiến đấu cơ Su 57 của Nga. Trong thời gian tới, Nga sẽ tiếp tục hoàn thiện loại chiến đấu cơ này và kèm theo đó là việc xúc tiến quan hệ để chào bán tiêm kích Su 57 ra nước ngoài. Do Việt Nam là quốc gia có trình độ trong khai thác và sử dụng có hiệu quả vũ khí của Nga, chắc chắn nên phát triển Sukhoi sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp thị tiêm kích thế hệ thứ 5 tới khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Vậy theo các bạn khán giả, liệu rằng Việt Nam có thể và có nên mua mẫu chiến đấu cơ thế hệ mới nhất này của Nga hay không? Đặc biệt liên quan đến vấn đề Trung Quốc cũng như những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường chuẩn bị nhiều kế hoạch được cho là sắp chiếm đánh Đài Loan. Mới đây, một quan chức trong quân đội Mỹ đã lên tiếng đưa ra cảnh báo tiếp theo về Trung Quốc. Theo đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, lực lượng giám sát chương trình vũ khí hạt nhân vừa cảnh báo, Trung Quốc đang phát triển vũ khí hạt nhân nhanh hơn Mỹ, gọi đây là vấn đề phải đối mặt trong tương lai gần. Các quan chức Lầu Năm Góc nhiều lần cảnh báo về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Trung Quốc trong mấy năm qua. Những phát biểu của Đô đốc Charlie Richard cho thấy tình hình còn cấp bách hơn khi tôi đánh giá mức độ răn đe của chúng ta đối với Trung Quốc có thể so sánh với việc con tàu đang chìm dần. Nó đang chìm rất chậm nhưng vẫn đang chìm và về cơ bản họ đang phát triển năng lực nhanh hơn chúng ta, ông Richard nói. Vị chỉ huy này gọi sự phát triển của chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc là vấn đề ngay trong tương lai gần, khi những đường cong đó vẫn tiếp tục. Vấn đề không phải là kế hoạch điều hành của chúng ta tốt như thế nào, chúng ta chỉ huy tốt như thế nào, lực lượng chúng ta thiện chiến như thế nào, mà là chúng ta không có đủ. Đó là vấn đề ngay trong tương lai gần, ông nói. Phát biểu được đưa ra tại hội nghị chuyên đề thường niên của Liên đoàn Tàu ngầm Hải quân hôm vừa qua, hội nghị này không mở cửa với người nước ngoài, nhưng phát biểu của ông Richard được đăng trên trang của Bộ Quốc phòng Mỹ. Được biết, trong cùng thời điểm này năm ngoái, Mỹ cũng đã từng phản ứng với vấn đề hạt nhân của Trung Quốc. Theo đó, Liên đoàn Khoa học Mỹ SAS lúc đó đã công bố hình ảnh vệ tinh chỉ ra Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể tại ba khu vực được cho là có hầm chứa tên lửa ở miền Tây nước này, sau khi các cấu trúc được phát hiện vào mùa hè. Theo giới nghiên cứu Mỹ, Bắc Kinh hiện nay đã có bước phát triển đáng kể ở các hạ tầng liên quan đến chương trình tên lửa được xây dựng ở tết thành phố Ngọc Môn, Cam Túc, Cáp Mật, khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Ngạc Nhĩ Đa Tư, khu vực tự trị Nội Mông. Nhóm chuyên gia đã phân tích ảnh vệ tinh và ước lượng Trung Quốc đang xây dựng khoảng 300 hầm chứa tên lửa mới mà có thể được dùng cho tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Bên cạnh đó, cùng năm, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo mới về đánh giá năng lực quân sự kinh tế của Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh đang hướng đến sở hữu 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027, cán mức 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Báo cáo tương tự hồi năm ngoái thông tin số đầu đạn hạt nhân mà Trung Quốc đang sở hữu và năm 2019 chỉ vào khoảng 200. Tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ nhận xét Trung Quốc đang gia tăng đầu đạn hạt nhân, trong khi đó Mỹ giảm dần kho đầu đạn hạt nhân. Tháng trước, Washington công bố đang sở hữu 3.750 đầu đạn hạt nhân và 2.000 đầu đạn trong số này được chờ giải trừ. Tuy nhiên, nhiều nước đang có dấu hiệu gia tăng đầu đạn hạt nhân nên khả năng là Mỹ không giảm số lượng thêm nữa. Cụ thể như không chỉ Trung Quốc mà Nga đang phát triển tên lửa mới mang đầu đạn hạt nhân. Anh cũng có kế hoạch tăng cường sức mạnh vũ khí hạt nhân. Còn theo một thông số thông tin gần đây thì Trung Quốc đang hướng đến mục tiêu có 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Như thế, số lượng đầu đạn hạt nhân của Mỹ có thể không đủ để chiếm ưu thế sức mạnh, đáp ứng nhu cầu răn đe của đối thủ. Điều đó khiến cho cuộc chạy đua hạt nhân có thể diễn biến căng thẳng. Mỹ gần đây yêu cầu Trung Quốc phải tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START, trong đó cắt giảm vũ khí hạt nhân. Trước nay, START chỉ có Mỹ và Nga tham gia nên Trung Quốc không bị hạn chế theo hiệp ước. Nếu Trung Quốc vẫn không tham gia thì tình trạng trên có thể dẫn đến chạy đua hạt nhân trở thành một phiên bản mới của chiến tranh lạnh. Tiến sĩ Nagao phân tích thêm. Về phía Trung Quốc, tuy chính quyền Bắc Kinh chưa lên tiếng về những nhận định này của Mỹ, nhưng một cựu quan chức thuộc quân đội Trung Quốc đã lên tiếng cho biết quốc gia này đã dành hai thập kỷ qua để xây dựng hệ thống vũ khí hạt nhân trên bộ và trên biển, đảm bảo rằng quân đội nước này có thể phản đòn nếu bị tấn công hạt nhân và ngăn những nước khác tấn công Trung Quốc.
Theo đó, ông Wang Xiangsui, hiện là giáo sư tại Đại học Hàng không Bắc Kinh nói rằng hệ thống này bao gồm một mạng lưới đường hầm rộng khắp để vận chuyển và bảo vệ tên lửa, có thể đảm bảo an ninh cho Trung Quốc ngay cả trong tình huống xấu nhất. Tấn công hạt nhân vào Trung Quốc luôn là một lựa chọn quân sự của Mỹ, nhưng với lựa chọn này, họ đang phải đối mặt với sự bất định ngày càng lớn và những điều chỉnh thay đổi của chúng ta trong 20 năm qua, ông Wang nói tại diễn đàn Mạc Can Sơn. Không nêu ra nguồn nào, ông Wang nói rằng một số đánh giá của Mỹ cho rằng chỉ một đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể sống sót nếu Mỹ bị tấn công phủ đầu và có thể chạm đến Mỹ đại lục nếu phản công. Ông Wang nói rằng khẳng định này vô nghĩa. Ông nói rằng trong những năm qua, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt các biện pháp để phát triển năng lực phản công đáng tin cậy nếu bị tấn công hạt nhân. Bên cạnh các đường hầm tên lửa đạn đạo liên lục địa, Trung Quốc đã phát triển hệ thống tên lửa tiên tiến và mở rộng pháo đài dưới biển ở Biển Đông và hàng hải để các tàu ngầm tên lửa đạn đạo của nước này hoạt động an toàn. Những thứ này đã vạch ra giới hạn cho đối đầu Trung Mỹ để đối đầu có khả năng trở thành một cuộc xâm lược lớn. Đấy là cơ sở quan trọng cho tính toán của cả hai bên, ông Wang nói. Được biết, Trung Quốc cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân. Trước tiên, ước tính này đang sở hữu 200-300 đầu đạn hạt nhân, chỉ là phần vỏ so với 4.000 đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ. Chiến lược hạt nhân phụ thuộc vào khả năng đảm bảo các lực lượng hạt nhân có thể sống sót sau khi hứng làn sóng tấn công đầu tiên của kẻ thù. Năm 2018, báo chí Trung Quốc đưa tin quân đội nước này đã xây dựng vạn lý trường thành ngầm dài 5.000 km trên khắp đất nước để giấu đi, di chuyển và phóng tên lửa hạt nhân phản công. Trong đoạn phim được chiếu trên truyền hình, các tên lửa đạn đạo liên lục địa được chở trên xe tải đi dọc theo đường hầm. Trung Quốc cũng phát triển năng lực hạt nhân dưới biển bằng cách trang bị cho các tàu ngầm tên lửa đạn đạo Thai B-094A, loại tên lửa GL-2. Hai đội tàu này sẽ đảm bảo khả năng tấn công nếu các thầm trên đất liền bị tấn công. Quân đội Trung Quốc có một căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở Biển Đông, khu vực nước sâu, giúp tàu ngầm khó bị phát hiện hơn. Trung Quốc cũng có hai căn cứ tàu ngầm ở Hoàng Hải, gần hơn để tấn công Mỹ đại lục qua Bắc Cực. Các máy bay do thám Mỹ phát hiện các căn cứ tàu ngầm của chúng ta trên Biển Đông hoạt động ở độ sâu tận 3.000m và các đảo nhân tạo mà chúng ta xây dựng là nơi phóng tên lửa GL-2, ông Wang nói. Tên lửa GL-2 có tầm xa 7.400 km và thế hệ tên lửa tiếp theo là GL-3 có tầm xa hơn 12.000 km, đưa Mỹ vào tầm ngắm. Cũng tại diễn đàn, ông Wang tiết lộ đầu tiên rằng các tên lửa sát thủ diệt tàu sân bay DS-26B và DS-21D của quân đội Trung Quốc đã bắn trúng một chiếc tàu đang di chuyển trên Biển Đông trong vụ thử hồi tháng 8 năm nay, gửi tín hiệu cảnh báo đến Mỹ rằng chớ có hành động quân sự liều lĩnh. Liên quan đến vũ khí hạt nhân Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo, một phiên bản của tờ Nhân dân Nhật báo trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 5, đăng bài viết kêu gọi nước này tăng số lượng vũ khí hạt nhân, đặc biệt là vũ khí răn đe hạt nhân trên biển đối với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm xuyên lục địa. Lý do được đưa ra là nhằm ngăn chặn các hành động quân sự tiềm năng của quân đội Mỹ. Cụ thể hơn, bài viết cho rằng Mỹ đã gây áp lực quân sự lớn hơn đối với Trung Quốc, điều động tàu chiến và máy bay chiến đấu tới Biển Đông và eo biển Đài Loan với tần suất ngày càng tăng. Cũng trong tháng 5, tiến sĩ Mark Valencia, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia của Trung Quốc về Biển Đông, đăng bài viết trên tờ South China Morning Post với tựa đề Cuộc trận đua Mỹ-Trung về năng lực giám sát Biển Đông có nguy cơ dẫn đến đụng độ không cần thiết. Trong bài viết, tác giả đưa ra đe dọa bằng cách khoe thành tựu hệ thống do thám trinh sát và thu thập thông tin tình báo mà Trung Quốc thiết lập ở Biển Đông có thể giúp Bắc Kinh sớm điều động tàu ngầm hạt nhân để tạo nên một pháo đài trên biển với khả năng răn đe hạt nhân. Đó có thể xem là một thông điệp hàm chứa mối đe dọa hạt nhân đối với Biển Đông. Và đứng trước những động thái được cho là có tính tiềm tàng nguy hiểm này, Mỹ, Anh đã quyết định chung tay giúp Úc sắm tàu ngầm chặn bằng nhiên liệu hạt nhân. Bước đi này diễn ra khi các quốc gia cùng chia sẻ quan ngại về sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở khu vực. Theo cơ chế đối tác vừa được Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo, Mỹ sẽ cung cấp cho công nghệ và đào tạo năng lực triển khai các tàu ngầm hạt nhân.
Trong lễ thông báo trực tuyến của ba bên diễn ra ở thủ đô mỗi nước, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng Úc sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ sử dụng các hệ thống động cơ đẩy bằng năng lượng hạt nhân cho các tàu nhằm đối phó với những mối đe dọa trong tương lai. Chúng tôi nhận thấy sự cấp thiết của việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong dài hạn, Tổng thống Biden nói. Chúng ta cần xử lý môi trường chiến lược hiện tại ở khu vực và cả cách nó sẽ thay đổi để đảm bảo tương lai của mỗi quốc gia. Và thực sự cả thế giới sẽ phụ thuộc vào một Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do trong thập kỷ tới. Ông nói, được biết, sự kiện diễn ra khi Washington và các đồng minh đang tìm kiếm các biện pháp nhằm đối phó với ảnh hưởng và sức mạnh ngày càng lớn của Trung Quốc, nhất là việc tích lũy sức mạnh quân sự, gây sức ép lên đảo Đài Loan, Trung Quốc và triển khai lực lượng và vũ khí xuống Biển Đông tranh chấp. Trong sự kiện lần này, ba nhà lãnh đạo của ba nước Mỹ, Anh và Úc không đề cập đến Trung Quốc. Một quan chức Mỹ cấp cao khi họp với các phóng viên trước thềm sự kiện khẳng định rằng bước đi này không nhằm để đối phó với Trung Quốc. Giới chức Mỹ nói rằng động cơ hạt nhân sẽ giúp Hải quân Úc hoạt động lặng lẽ hơn trong thời gian dài hơn và tạo ra năng lực răn đe trên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các quan chức Mỹ cho biết quan hệ đối tác mới gọi tắt là AUKUS bao gồm cả hợp tác trong lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và không gian mạng. Hiện chưa có thêm nhiều động thái đáng chú ý đến từ các bên trong vấn đề căng thẳng Đài Loan kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 20 của Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày hôm nay đã có thông tin mới liên quan đến động thái của Mỹ, một quốc gia có vai trò không nhỏ trong cục diện căng thẳng trên Biển Đông hiện nay giữa Trung Quốc và Đài Loan. Theo đó, gần đây Mỹ đã công bố thông tin về hai máy bay ném bom chiến lược khiến giới chuyên gia Trung Quốc rất chú ý và kêu gọi đề phòng. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng máy bay ném bom B-52 và B-21 sẽ trở thành lực lượng tấn công chiến lược của không quân Mỹ trong vài thập kỷ tới và Bắc Kinh cần chuẩn bị để đối trọng. Trong đó, công ty Northrop Grumman của Mỹ thông báo sẽ trình làm máy bay ném bom B-21 trong ngày 2 tháng 12 tới. Đây là lần ra mắt đầu tiên một máy bay ném bom mới thuộc không lực Mỹ trong vòng 34 năm qua. Dự kiến B-21 sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2023. Chỉ ít giờ trước, Boeing cũng công bố hình ảnh mới về một nguyên mẫu kỹ thuật số hé lộ phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom B-52. Dòng B-52 mới sẽ được nâng cấp động cơ F-130 do Rolls-Royce sản xuất sử dụng radar ANAPG-79 đang được dùng trên chiến cơ FA-18EF cũng như cải tiến buồng lái. Ông Wang Shuo, chuyên gia hàng không quân sự người Trung Quốc cho biết, không quân Mỹ hiện vận hành 3 loại máy bay ném bom chiến lược là máy bay ném bom thế hệ đầu tiên B-52, máy bay thế hệ thứ 3 B-1B và máy bay thế hệ thứ 4 B-2. Không quân Mỹ có kế hoạch dừng sử dụng máy bay B-1B và B-2 sau khi hoàn tất quá trình phát triển B-21, đồng nghĩa không quân Mỹ sẽ chỉ vận hành máy bay B-52 và B-21. Do đó, hai loại máy bay này sẽ trở thành lực lượng tấn công chiến lược cốt lõi của không quân Mỹ trong những thập kỷ tới. Một chuyên gia quân sự của Trung Quốc khác là ông Zhang Shufeng cho biết không lực Mỹ đang hiện đại hóa cả dòng B-52 tuy cũ nhưng vẫn uy lực, đồng thời phát triển dòng B-21 mới. Trong đó, máy bay B-52 có năng lực thâm nhập hạn chế, nên không quân Mỹ sẽ sử dụng loại máy bay này để phóng tên lửa siêu âm AGM-183 đang phát triển từ bên ngoài tuyến phòng thủ của kẻ địch. Tuy nhiên, loại tên lửa này có giá thành cao và số lượng hạn chế, nên không quân Mỹ sẽ sử dụng máy bay B-21 có khả năng tàng hình để thâm nhập vào hệ thống phòng thủ của kẻ địch và sử dụng những loại đạn dược có giá thành thấp hơn như ZDAM với loại máy bay này. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh cần chuẩn bị trước chiến thuật này của Mỹ, đặc biệt khi hai loại máy bay này có thể được triển khai nhằm chống lại Trung Quốc, đặc biệt là tại khu vực eo biển Đài Loan trên Biển Đông. Chuyên gia khuyến nghị Trung Quốc có thể nâng cao năng lực phát hiện và đánh chặn tên lửa từ xa nhằm đối phó với máy bay B-52. Trong khi đó, máy bay B-21 có phạm vi hoạt động hẹp hơn B-2 và phụ thuộc vào căn cứ vận hành, nên các chuyên gia Trung Quốc đưa ra gợi ý tấn công vào những cơ sở sân bay triển khai B-21. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh phát triển các loại máy bay ném bom của riêng mình như mẫu H-6 của Trung Quốc cùng thế hệ với máy bay B-52 và đã trải qua nhiều giai đoạn nâng cấp. Theo ông Fu, sau khi hoàn tất quá trình phát triển máy bay ném bom thế hệ mới của Trung Quốc là H-20 sẽ có cùng thế hệ với máy bay B-21, thậm chí còn vượt trội hơn máy bay của Mỹ. Tuy nhiên, điều Trung Quốc đang tập trung phát triển hiện giờ không chỉ có máy bay ném bom mà cả quân đội Trung Quốc đều đang được khí tài hóa một cách mạnh mẽ. Chính vì điều này mà nhiều chuyên gia đã đặt lên bàn cân so sánh sức mạnh quân sự Trung Hoa và Mỹ để xem ai hơn ai, và kết quả cũng khiến nhiều người bất ngờ.
khi nhận thấy rằng dường như tiềm năng quân sự của Trung Quốc đang dần bỏ lại Mỹ ở phía xa. Thậm chí trang tin Bloomberg còn nhận định thẳng thắn rằng quân đội Mỹ chưa sẵn sàng để đối đầu với Trung Quốc. Theo đó, tờ báo này cho hay Washington cần phải có được một bài học quan trọng từ xung đột Ukraine cũng như chính từ những kinh nghiệm trong Thế chiến II để xây dựng quân đội sẵn sàng cho các cuộc chiến dài hơi. Kẻ ngốc học bằng trải nghiệm của mình, người khôn học từ trải nghiệm của kẻ khác. Thủ tướng nổi tiếng của Đức Otto von Bismarck đã từng nói. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công. Tuy nhiên, sau cuộc phỏng vấn, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính sách của Mỹ về vấn đề đảo Đài Loan vẫn không thay đổi. Mỹ vẫn tiếp tục duy trì chính sách ngoại giao dựa trên sự mơ hồ chiến lược về trạng thái của đảo Đài Loan. Nhiều quan chức Washington tin rằng Trung Quốc sẽ có những động thái với đảo Đài Loan trong 3 đến 5 năm tới, một khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA hoàn tất quá trình hiện đại hóa. Tuy nhiên, việc Mỹ có sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc hay không lại là một vấn đề khác. Lầu Năm Góc đã cảnh báo trong nhiều năm rằng quá trình xây dựng quân đội của Trung Quốc đang thay đổi cán cân sức mạnh tại Đông Á. Giáo sư Han Brand của Đại học John Hopkins nhận định rằng những hành động của các nhà lập pháp Mỹ hiện nay, chẳng hạn như chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho thấy Washington dường như không nhận ra mối nguy. Các trò chơi chiến tranh mô phỏng War Game diễn ra trong những điều kiện khá thuận lợi với Washington cho thấy Mỹ có thể giành được chiến thắng trong xung đột với Trung Quốc trên đảo Đài Loan, nhưng với một cái giá quá đắt về nhân lực và vật lực. Nếu điều kiện kém thuận lợi hơn, chiến thắng thường thuộc về Bắc Kinh. Tất nhiên, khó mà biết được điều gì sẽ xảy ra trên chiến trường. Cuộc xung đột Ukraine cho thấy động lực chiến đấu, tài năng của lãnh đạo và những yếu tố vô hình khác có thể tạo khác biệt lớn. Tuy nhiên, xung đột vừa qua cũng cho thấy Mỹ có thể sẽ gặp khó khăn lớn trong việc bù đắp những tổn thất phải chịu với trang bị khí tài. Chiến tranh hiện đại vô cùng đắt đỏ, tiêu tốn số lượng khổng lồ với tên lửa, pháo, phá hủy số lượng lớn máy bay, xe tăng và tàu chiến. Xung đột Ukraine là ví dụ cho thấy sự khó khăn để duy trì một cuộc xung đột ở cường độ cao. Liên minh phương Tây dẫn đầu bởi cường quốc hàng đầu thế giới đang vật lộn để đáp ứng nhu cầu về đạn dược cho chính quyền Kiev. Mỹ đã viện trợ 1/3 kho tên lửa chống tăng Javelin ngay trong tuần đầu tiên. Washington và các quốc gia khác có thể sẽ phải mất nhiều năm để bổ sung những khí tài này. Cuộc xung đột là lời cảnh tỉnh cho Mỹ về mức độ khó khăn trong hậu cần trong một cuộc đối đầu với Trung Quốc. Tiếp đến, tác giả Holbrand và Michael Buckley viết trong cuốn Vùng Nguy hiểm, Cuộc chiến tương lai với Trung Quốc rằng giai đoạn đầu trong cuộc xung đột giữa hai cường quốc sẽ khủng khiếp về cường độ và mức độ tàn phá. Washington sẽ nhanh chóng sử dụng kho tên lửa, ngư lôi, bom dẫn đường và các loại khí tài tương đối khan hiếm khác nhằm ngăn cản Trung Quốc đổ bộ. Thiệt hại về tàu chiến và máy bay có thể tồi tệ hơn tất cả những gì mà quân đội Mỹ từng trải qua kể từ Thế chiến II. Theo một trò chơi chiến tranh được tổ chức gần đây, Mỹ có thể mất 2 tàu sân bay và từ 700 đến 900 máy bay chiến đấu, tương lai gần một nửa không quân. Và cuộc mô phỏng này diễn ra với điều kiện có lợi dành cho Washington. Thiệt hại sẽ ngày càng tăng lên khi xung đột kéo dài bởi cả hai bên đều không thể giành chiến thắng tuyệt đối. Trong Thế chiến II, Mỹ thắng lợi nhờ việc chuyển nền kinh tế sang trạng thái thời chiến và sản xuất với tốc độ chóng mặt. Thế chiến II là một cuộc thi sức bền và Mỹ chiến thắng là nhờ khai thác được tiềm năng kinh tế và công nghiệp vô song của mình. Trong Thế chiến II, Mỹ sản xuất gần 300.000 máy bay, nhiều hơn cả Đức và Nhật Bản cộng lại. Vào năm 1944, các xưởng đóng tàu của Mỹ hạ thủy 2.247 tàu chiến, hơn tất cả phần còn lại của thế giới cộng lại. Ngành công nghiệp của Washington không chỉ cung cấp khí tài và trang bị cho quân đội Mỹ mà còn cho cả đồng minh. Thông qua chương trình viện trợ Lizzy, Mỹ đã chuyển cho Anh, Liên Xô và các đồng minh khác 37.000 xe tăng, 800.000 xe tải. Nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin vào năm 1943 từng phải nói thứ quan trọng nhất trong cuộc chiến này là máy móc chiến tranh và nước Mỹ là quốc gia của máy móc. Mặc dù binh sĩ Mỹ không phải lúc nào cũng vượt trội hơn Nhật Bản hay Đức, nhưng lượng khí tài khổng lồ đã tạo ra sự khác biệt. Một chỉ huy Đức tại Normandy nói, tôi không thể hiểu nổi người Mỹ, mỗi tối chúng tôi đều gây thiệt hại lớn, phá hủy hệ thống hậu cần. Nhưng đến sáng hôm sau, chúng tôi lại phải đối mặt với các tiểu đoàn mới, với nhân lực, máy móc, lương thực, công cụ và khí tài được thay thế. Chuyện này cứ diễn ra hết ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, cũng phải tới cuối năm 1943 và 1944 thì lệnh tổng động viên của Mỹ mới phát huy hết sức mạnh.
bởi cần có thời gian để giải quyết hết những tắc nghẽn và thiếu hụt nguyên liệu, chuyển từ sản xuất hàng dân dụng sang xe tăng và bom và chuyển nền kinh tế sang thời chiến. Hơn nữa, Mỹ có thể tổng động viên một cách hiệu quả như vậy bởi quốc gia này đang trải qua thời đại công nghiệp với nền kinh tế sản xuất hàng loạt phù hợp để tạo ra công cụ cho một cuộc chiến tranh toàn cầu. Trên hết, Mỹ có thể đạt được sản lượng khổng lồ trong Thế chiến II bởi các nhà lãnh đạo không đợi đến năm 1941 mới bắt đầu quá trình chuẩn bị. Chi tiêu quốc phòng của Mỹ đã tăng mạnh kể từ sau khủng hoảng Munich năm 1938, từ dưới 2% GDP lên mức 5% vào năm 1941, sau đó đạt đỉnh là 37% vào năm 1944. Sự khác biệt giữa thời điểm đó và hiện nay đã quá rõ ràng, quân đội Mỹ vẫn đứng vị trí hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng nếu chiến tranh xảy ra, Mỹ có thể sản xuất vượt đối thủ. Nền kinh tế Mỹ vẫn dẫn đầu, nhưng Trung Quốc lại là công xưởng của thế giới. Bắc Kinh hiện sở hữu lợi thế gấp 3 lần trong việc đóng tàu. Nhà kinh tế Noel Smith ước tính rằng, mặc dù Nga không thể sản xuất đủ nhu cầu cho xung đột kéo dài với châu Âu, nhưng Trung Quốc có thể cung cấp cho bản thân và Nga trong cuộc chiến với phương Tây. Ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đã yếu đi trong những năm qua, số lượng các nhà cung ứng quốc phòng đã giảm mạnh kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, khiến Lầu Năm Góc khó lòng mở rộng sản xuất một cách nhanh chóng. Ông Mark Kachetian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế viết, nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ được thiết kế cho thời bình, chứ không phải sản xuất hàng loạt trong thời chiến, bởi việc duy trì năng lực sản xuất dư thừa là rất tốn kém. Kết quả là Mỹ có thể rơi vào thế khó chỉ sau vài tháng hay thậm chí vài tuần giao tranh. Các quan chức Mỹ cũng đã nhận ra vấn đề. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks đã đi đầu trong nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất với những trang bị cần thiết nhất. Lục quân đang lên kế hoạch tăng gấp đôi việc sản xuất tên lửa phóng từ mặt đất và đạn pháo. Lầu Năm Góc đang muốn mua thêm tên lửa vác vai Javelin và Stinger. Mở rộng năng lực sản xuất không phải là một vấn đề đơn giản, đặc biệt khi chuỗi cung ứng đang gặp khó khăn và các thành phần quan trọng bị thiếu hụt. Một phần do đại dịch Covid. Tuy nhiên, theo Bloomberg, nếu Mỹ chờ đợi thêm một thời gian nữa mới tái vũ trang thì có lẽ đã quá muộn. Trung Quốc không hề phạm sai lầm như Mỹ. Khi Bắc Kinh đưa ra lời đe dọa, các nhà máy đóng tàu của Trung Quốc cũng đang hạ thủy tàu chiến với tốc độ chóng mặt. Trên đây là những thông tin cập nhật xoay quanh diễn biến căng thẳng Đài Loan-Trung Quốc trên Biển Đông của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn, ngày hôm nay Hải quân Hòn Đảo đã thông báo kế hoạch cập nhật đội tàu chiến của mình, một động thái nhằm chống lại áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Theo đó, các quan chức từ Bộ Quốc phòng Đài Loan nói với các nhà lập pháp ở Đài Bắc hôm thứ Tư cho biết, Đài Loan dự định đón một tàu khu trục chống ngầm mới và một tàu tương tự có khả năng phòng không. Các quan chức từ Bộ Quốc phòng nói với các nhà lập pháp ở Đài Bắc hôm thứ Tư cho biết, các tàu này dự kiến sẽ sẵn sàng vào năm 2025 và năm 2026. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng lên tiếng cho biết Trung Quốc đã tăng gấp đôi số lượng tàu tuần tra hàng ngày ở vùng biển gần Đài Loan lên 4 hoặc 5 kể từ tháng 8, khi quân đội giải phóng nhân dân thực hiện các cuộc tập trận nhằm đáp trả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc. Bộ Quốc phòng cho biết động thái này đã đặt thêm gánh nặng lên hạm đội tàu khu trục cũ kỹ vốn đang phải vật lộn để duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cơ quan này cũng cho biết Hải quân phải cử lực lượng tương ứng để giám sát mỗi ngày và lực lượng bổ sung để ứng phó tùy thuộc vào mức độ đe dọa. Điều này đang gây ra gánh nặng cho một số tàu cũ. Được biết, Hải quân Đài Loan chỉ có 26 tàu chiến đấu chủ lực, trong đó có 6 khinh hạm lớp Chiang đã hoạt động trong 3 thập kỷ với trang thiết bị cũ và ngày càng khó bảo trì an toàn, cơ quan này cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Hải quân của Trung Quốc là lớn nhất thế giới, bao gồm 2 tàu sân bay đã được đưa vào hoạt động và một tàu thứ 3 được hạ thủy vào tháng 6 và tổng thể dự kiến sẽ tăng lên 460 tàu vào năm 2030. Các khinh hạm lớp Chiang được Mỹ chế tạo vào những năm 1970 và được Đài Loan đưa vào biên chế vào năm 1992. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đang đóng một lớp khinh hạm chống tàu ngầm và tàu khu trục phòng không mới, nhưng sớm nhất các tàu đầu tiên sẽ được vào trang bị là năm 2025. Các khinh hạm mới có trọng lượng khoảng 2.000 tấn sẽ tương tự như các đối thủ Trung Quốc về kích thước và thích nghi hơn để phản ứng với sự hiện diện thường xuyên của các tàu Trung Quốc gần Đài Loan, bao gồm tàu hộ tống Thai 056 và khinh hạm Thai 053H3 của Trung Quốc.
kế hoạch tăng thêm tàu hải quân nhấn mạnh nỗ lực của Đài Loan trong việc tăng cường khả năng phòng thủ để đề phòng bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn đang chờ thống nhất với đại lục bằng vũ lực nếu cần thiết. Đài Loan nói rằng họ sẽ bảo vệ các quyền tự do và dân chủ của mình. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết trong một bài phát biểu hôm thứ Hai rằng đề phòng bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc đồng nghĩa với việc tăng cường sản xuất và mua sắm khí tài, chẳng hạn như tên lửa chính xác và tàu hải quân hiệu suất cao. Hải quân của hòn đảo tự trị hiện có 26 tàu chiến lớn. Mặc dù nhiều tàu trong số đó đã cũ, Đài Loan đã báo hiệu rằng họ đang coi trọng mối đe dọa chiến tranh từ Bắc Kinh hơn. Kể từ khi chuyến thăm của Pelosi thúc đẩy các cuộc tập trận quân sự chưa từng có của Trung Quốc, bao gồm bắn tên lửa qua hòn đảo. Kể từ đó, Bắc Kinh đã triển khai máy bay chiến đấu và tàu quân sự gần Đài Loan. Tuần trước, Đài Loan cam kết coi bất kỳ cuộc xâm nhập nào của PLA vào không phận của mình là cuộc tấn công đầu tiên và cho biết họ sẽ đưa ra thông báo về việc gia hạn yêu cầu nhập ngũ 4 tháng vào cuối năm nay. Đài Loan dự kiến sẽ là một vấn đề quan trọng tại đại hội kéo dài 2 thập kỷ của Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc, bắt đầu vào Chủ nhật, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình được ấn định sẽ đảm bảo nhiệm kỳ thứ 3. Ông Tập trước đó đã cam kết sử dụng mọi biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên, đối mặt với tuyên bố trên của ông Tập, người đứng đầu Nhà Trắng là Tổng thống Joe Biden cũng đã đưa ra lời cam kết sẽ bảo vệ Đài Loan bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, bảo vệ bằng những cách cụ thể nào thì ông lại không đề cập đến. Nhìn theo hình thức hiện tại, khi Đài Loan được bao bọc bởi biển và không tiếp giáp với đất liền, có thể suy ra được nếu tiến đánh hòn đảo, Trung Quốc có thể sẽ dùng đến các loại phương tiện và khí tài như tàu sân bay, UAV hay tên lửa tấn công. Và với sức mạnh quân sự của Bắc Kinh, việc sử dụng kết hợp các loại phương tiện hay khí tài trên có thể nhanh chóng hạ gục được Đài Loan. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu có sự can dự của Mỹ vào cuộc chiến thì cục diện chiến sự sẽ tiến triển như thế nào và Washington sẽ làm gì để áp đảo được Trung Quốc? Chúng ta có thể lấy cái nhất của Mỹ ra để phân tích, đó chính là tàu sân bay. Theo một nhà quan sát quân sự có kinh nghiệm, ông đã nhấn mạnh rằng không có quốc gia nào trên thế giới sở hữu hạm đội tàu sân bay mạnh mẽ như của Hải quân Mỹ. Chúng mang đến cho Washington lựa chọn phát động một cuộc chiến quy mô lớn chỉ với một nhóm tác chiến tàu sân bay, đặt kẻ thù vào tình thế nguy hiểm. Ở một chiều hướng khác, nhóm tàu sân bay không ít lần giúp nước Mỹ răn đe, ép các quốc gia không thân thiện với Washington phải thỏa hiệp. Vậy liệu rằng từ nhận định này Mỹ có thể áp đảo được Bắc Kinh bằng tàu sân bay hay không? Và nếu quân đội Mỹ có sử dụng loại phương tiện này thì số lượng bao nhiêu là cho đủ? Để đối phó với một quốc gia cũng có tiềm lực quân sự ngang hàng với Mỹ là Trung Quốc, nhận định về kế hoạch điều hướng hoạt động hải quân năm 2022 của Lầu Năm Góc, cây bút Chris O'Bourn của National Interest cho biết, trong nhiều năm qua, hải quân Mỹ luôn đi tìm câu trả lời cho bài toán cần bao nhiêu tàu sân bay để duy trì vị thế siêu cường trên biển đối phó với Trung Quốc, cũng như đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và ứng phó với các mối đe dọa toàn cầu ngày càng nguy hiểm và thay đổi nhanh chóng. Trong nhiều thập kỷ, các lãnh đạo của Hải quân Mỹ lẫn Lầu Năm Góc không ít lần yêu cầu Quốc hội Mỹ mở rộng quy mô các nhóm tác chiến tàu sân bay từ 10 lên 11, thậm chí là 12. Mục tiêu này được thể hiện rõ qua kế hoạch điều hướng hoạt động của Hải quân 2022 giúp tăng cường sức mạnh của Hải quân Mỹ trong tương lai gần. Có nhiều lý do khiến Hải quân Mỹ xem việc mở rộng hạm đội tàu sân bay lên 12 chiếc là tối ưu. Đầu tiên, có thể kể đến yêu cầu về chỉ huy tác chiến đối với các hạm đội ở nhiều vùng biển khác nhau trong cùng một thời điểm, từ Địa Trung Hải, Thái Bình Dương, Vịnh Ba Tư cho đến biển Baltic. Nhu cầu hiện diện quân sự của Mỹ ở các điểm nóng này là rõ ràng, nhằm ngăn chặn những kẻ thù tiềm tàng lẫn bảo vệ các tuyến đường biển chiến lược. Chắc chắn, khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới cùng lúc sẽ đòi hỏi các tàu sân bay Mỹ phải có mặt kịp thời cũng như duy trì lực lượng dự bị cần thiết. Tuy nhiên, yếu tố lớn nhất khiến Hải quân Mỹ muốn mở rộng hạm đội tàu sân bay lại liên quan đến Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc hiện chỉ vận hành 2 tàu sân bay, nhưng tốc độ bổ sung các tàu sân bay mới và tham vọng tiếp tục mở rộng hải quân của họ đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hải quân Mỹ. Hải quân Trung Quốc ngày nay mong muốn mở rộng vai trò của mình từ vùng biển ven bờ ra các đại dương xa hơn và đây là điều kiện quan trọng để Trung Quốc trở thành siêu cường toàn cầu. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc giờ đây đã có quy mô lớn hơn Hải quân Mỹ nếu dựa trên số lượng tàu chiến mặt nước trên 4.000 tấn,
tàu ngầm tấn công và tàu đổ bộ được đóng mới mỗi năm. Cuối cùng, có một lý do khác khiến Hải quân Mỹ cần thêm tàu sân bay, chính là ở chiến lược nhóm tàu sân bay kép mà họ đang thực hiện ở Thái Bình Dương. Sự phát triển của các nền tảng số giúp việc phối hợp tác chiến giữa nhóm tàu sân bay trở nên dễ dàng, kể cả khi chúng không hoạt động trong cùng một khu vực. Khả năng kiểm soát một vùng biển rộng có thể là yếu tố quan trọng giúp Hải quân Mỹ có được lợi thế trước bất cứ cuộc đối đầu nào trên biển với Trung Quốc. Ngoài ra, họ cũng có thể phát động các cuộc tấn công trên diện rộng và các mục tiêu quan trọng của đối phương, nằm dọc ven biển hoặc nằm sâu trong đất liền với ít rủi ro hơn. Được biết, hiện tại Hải quân Mỹ đang vận hành một hạm đội gồm 11 tàu sân bay, trong đó có 10 tàu sân bay lớp Nimitz và một tàu sân bay lớp Ford. Tất cả đều chạy bằng năng lượng hạt nhân và thường có hàng chục máy bay trên tàu, chẳng hạn như tiêm kích FA-18EF Super Hornet, tiêm kích đa nhiễm F-35C và trực thăng Seahawk. 10 chiếc được phân bổ tại các vùng biển khác nhau trên khắp nước Mỹ, duy chỉ có tàu sân bay USS Ronald Reagan được đặt tại căn cứ ở Yokosuka, Nhật Bản. Mỹ luôn có ít nhất 3 tàu sân bay hoạt động trên biển toàn thời gian và việc triển khai này diễn ra luân phiên. Khi không được triển khai, các tàu sân bay sẽ trải qua quá trình đại tu và hiện đại hóa kéo dài. Không chỉ riêng Mỹ muốn xây dựng một hạm đội tàu sân bay hùng hậu, nhiều quốc gia khác cũng đang thực hiện kế hoạch này. Anh đã đưa vào vận hành 2 tàu sân bay mới là Queen Elizabeth vào năm 2017 và Prince of Wales vào năm 2019. Brazil đang thử nghiệm sử dụng máy bay không người lái trên tàu sân bay Atlantico của nước này. Trong khi Pháp, Hàn Quốc và Nga cũng đã công bố kế hoạch đóng tàu sân bay trong thời gian tới. Dù có rất nhiều mối đe dọa mới, nhưng Hải quân Mỹ vẫn đặt niềm tin vào các tàu sân bay. Lực lượng này đang có kế hoạch đóng thêm 3 tàu sân bay mới thuộc lớp Ford USS John Kennedy, USS Enterprise và USS Dorrit Miller. Sau khi đóng thành công, tàu sân bay USS Reagan Ford dự kiến triển khai vào cuối năm nay. Lớp tàu sân bay này sẽ thay thế cho các tàu sân bay lớp Nimitz đang hoạt động hiện nay và quá trình thay thế kéo dài đến năm 2050 hoặc lâu hơn. Các tàu sân bay lớp Ford được trang bị những công nghệ cho phép chúng có thể song hành với thời gian, chẳng hạn như có máy phóng điện từ giúp phóng những máy bay không người lái nhỏ nhẹ. Bên cạnh đó, con tàu còn có khả năng tạo ra năng lượng để cung cấp cho những loại khí tài cần sử dụng nhiều năng lượng. Không thể phủ nhận rằng Mỹ đã đầu tư vào tàu sân bay nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng theo các chuyên gia quân sự, nước này cần phải nhìn nhận một cách thực tế về việc khai thác những lợi ích mà nó mang lại.